cả nhà có nghe không kìa? Có nghĩa là thái giám á, sân khấu thái giám á, nói là cái vụ án mà tập đoàn ăn chặn á, là do là thái giám nó kêu là gần hết đờ ra ma rồi, gần hết gần hết giờ ra ma rồi, cho nên là mới mời mời cái khu vực ve với khu vực quạt xèo quý phi để mà tổ chức làn sóng xanh. Ý nó kêu là gần hết đờ ra ma rồi cho nên nó mới dám mời ký hợp đồng đó quý vị coi chừng nào mới hết đờ ra ma thái giám chừng nào mới hết đây.